Các chị em ấy mà bị khô nặng mà khi mà mình cần bị chồng hay đau ấy, thì rất là đơn giản là mình lấy món tay tròn mình đã gãi ở chỗ này, thế là tôi luôn lấy tay chuẩn ở 19 thì nước ra luôn ngay và luôn. Em bao lâu em gãi như thế trong bao lâu, bao nhiêu giây? Một tẹo đấy, em chỉ gầy gầy vài cái thôi. Nhạy thế ạ? Vâng. Tài nhỉ. Ngay lần đầu tiên làm lại có kết quả. Tức là có thật là khi mà nhiều khi mà gần chồng chồng em thì bộ đội thì ít khi có nhà, nhưng nhiều khi chồng về mình có hôm mình không muốn gần gũi mà nên là không có cảm xúc, thì khi mà vợ chồng sinh hoạt rất là khó chịu và rất là rát. Em thì gần gầy gầy này là lần nước ngồi ra hay quá. Rồi, cảm ơn em.